tóm tắt cuộc đời của Thế Phi Nương Nương, Du Phi Kha Lý Diệp Đặc Hải Lan trong nguyên tác tiểu thuyết Hậu Cung Như Ý Chuyện là người thế nào. Đây là sản phẩm của kênh YouTube Oanh Tạc Hậu Cung, vui lòng không sao chép và dì úp video dưới mọi hình thức. Hải Lan là con trong một gia đình quan lại Mãn Châu tầm trung. Cha là Ngạch Nhĩ Cát Đồ, từng giữ chức viên ngoại lang nhưng chịu tội mà bị cách chức đã lâu, từ đó gia cảnh suy sụp. Thời thơ ấu, Hải Lan đã từng có một gia đình hạnh phúc, nhưng sau này mẹ nàng không còn trẻ đẹp, nên cha nàng vì thế mà si mê một người khác. Mẫu thân của Hải Lan vì quá đau lòng mà lấy kéo đâm chết cha nàng, sau đó cũng tự vẫn. Những biến cố lớn từ vết sẹo của bạo lực gia đình khiến cho Hải Lan đau đớn, nàng gục ngã và trở nên chẳng mấy tin tưởng đối với đời sống hôn nhân. Lớn lên một chút, Hải Lan nhập phủ bỏ thân Vương Hoàng Lịch với thân phận tú nương, tức người may vá thêu thùa. Nhan sắc của Hải Lan dưới ngòi bút của nhà văn Lưu Liễm Tử được miêu tả như sau: thanh lệ xuất trần, mái tóc đen nhánh, ngón tay trắng như ngọc, khuôn mặt như một đóa phù dung lượn lờ lay động, giống như một đóa tường vi đột nhiên nở rộ, trong đêm tối lộ ra vẻ đẹp tươi sáng. Một lần nọ, Hoàng Lịch uống rượu say mà xông vào phòng cưỡng bức Hải Lan. Trước giờ vốn dĩ Hải Lan chưa từng lọt vào tầm mắt của hắn, hành vi hắn ta thực hiện với Hải Lan đêm đó, chẳng qua cũng chỉ là chuyện ân ái qua đường không đáng nhắc đến. Tuy nhiên, đối với một người con gái thì quả thực những điều trải qua là một nỗi ô nhục lớn. May mắn thay lúc này trong vương phủ có Trác Phúc Tấn Thanh Anh, đã ra tay bỏ bọc và góp lời cầu tình với Hoàng Lịch, để Hải Lan có được danh phận cách cách. Sau khi Càn Long đăng cơ, Hải Lan được sơ phong Hải Thường Tại, ở trong Hàm Phúc Cung với Tuệ Quý Phi. Cao Hy Nguyệt vốn hóng hách lại luôn đối trọng cùng Nhàn Phi, nên đã hành hạ Hải Lan lên bờ xuống ruộng. Hết bị phạt quỳ rồi lại phải sống trong căn phòng lạnh lẽo nhất, để thêu thùa may vá cho Hy Nguyệt. Nhục nhã nhất là việc bị vu oan trộm than đến nỗi chịu cực hình. Nhưng may mắn được Như Ý giải cứu, Hải Lan dọn đến Diên Hy Cung cùng sống với Nhàn Phi. Ngày tháng vui vẻ thường chóng tàn, Như Ý bị vu khống đẩy vào lãnh cung. Bấy giờ chỉ còn lại một mình Hải Lan đối chọi với các thế lực bên ngoài. Việc bị hoàng hậu phạt quỳ và dẫm nát túi thơm đã xé toạc mọi giới hạn chịu đựng của Hải Lan. Dường như nước mưa của Tử Cấm Thành đã thổi bùng lên sức mạnh nội tại bên trong con người nàng. Hải Lan bắt đầu thay đổi, tự đội vươn miệng chính mình, viết lên trang hành trình cá nhân đầy nhiệt huyết bằng cách dùng cỏ bông lau làm cho nhị a ca bay màu chỉ trong một nốt nhạc. Sau đó, nhờ nhận được tín hiệu từ vũ trụ, Hải Lan chớp lấy thời cơ, dùng chu sa tự hạ độc bản thân nhằm cứu người thương ra khỏi lãnh cung. Sau này, cô còn thay Như Ý răng bẫy đưa mẹ con Thuần Quý Phi vào chồng, trong tang lễ của Lang Hoa. Để bảo vệ Như Ý trong hậu cung, Hải Lan còn sử dụng rất cách thức, mà điển hình là tuyệt chiêu thể thốt tâm kinh. Hải Lan thể một phát thôi, là mẹ con Kim Ngọc Nghiên ra chuồng gà, hỏng nói nhiều. Có thể thấy, Hải Lan là một nữ nhân thông minh nhất nhì trong hậu cung Càn Long. Nhưng nàng chỉ hành động theo tôn chỉ, nếu người không phạm ta, ta sẽ không hại người. Hải Lan chưa từng một lần đứng lên tranh sủng vì bản thân. Việc mang thai và sinh ra ngũ A Ca khiến cô càng trở nên an phận. Người thông minh như Hải Lan biết rõ, tuy Vĩnh Kỳ tài giỏi nhưng mẹ con cô không có gia thế, cũng không có ân sủng đặc biệt từ hoàng đế, lại có mẹ con của Kim Ngọc Nghiên làm tấm gương. Nên cô luôn dạy Vĩnh Kỳ phải giấu giếm tài hoa. Tuy vậy, Hải Lan mặc dù quyết đoán, nhưng lại thua cuộc vì không hiểu lòng con mình. Cô dạy dỗ Vĩnh Kỳ tất cả nhưng quên không dạy con đừng quá mê gái. Hải Lan dường như quên mất, khi con lớn sẽ có những suy nghĩ của riêng mình. Vĩnh Kỳ tài giỏi, văn võ song toàn mà lại bắt hắn an phận thủ thường, chịu phần thần tử. Có thể nói việc dạy con kiểu cấm đoán như Hải Lan rất nguy hiểm, tạo cơ hội cho kẻ thù nắm được thóp. Vân Giác nhanh chóng lấy được lòng tin của Vĩnh Kỳ, chia cắt tình cảm của Như Ý và Vĩnh Kỳ, khiến nước mắt Hải Lan lại rơi. Trong nguyên tác, sau khi Như Ý tự sát, chỉ trong một đêm tóc của Hải Lan trở nên bạc trắng. Cô dùng 10 năm để báo thù cho tỷ tỷ, bằng cách liên kết cùng Hàn Hương Kiến, bà Lâm Diễm Phật và Trần Uyển Nhân để hạ bệ Ngụy Yến Uyển. Hải Lan mưu trí sắp xếp Uông phủ chỉ trông giống với Như Ý thời trẻ, khiến địa vị của Ngụy Yến Uyển lung lay và tăng thêm gợi nhớ ở Càn Long, cuối cùng thành công khiến Ngụy Yến Uyển rớt đài. Tóm lại, cả cuộc đời của Hải Lan chỉ xoay quanh Như Ý và Vĩnh Kỳ mà thôi. Nhưng đến cuối cùng chỉ còn lại một mình nàng, sống trong bốn bức tường của Tử Cấm Thành, nghĩ đến mà thấy chua xót. Hải Lan không sợ gì cả, chỉ sợ nước mắt chè ché rơi. Chị không thích tranh đấu, chứ ghế thái hậu chị dư sức ngồi cái một. Cũng may, nhờ Như Ý tém cái nét chị lại, chứ không cả hậu cung cũng bị chị edit thành màu trắng đen. Cha nam như Càn Long cũng không ngoại lệ bị vuốt mắt như Ung Chính. Và biết đâu chúng ta có thêm một cặp lưỡng cung hoàng thái hậu. Tới mùa ba lại được nghe câu nói hết sức quen thuộc, tuy ai ra chưa bao giờ làm hoàng hậu, nhưng người ngồi chễm chệ ở đây với chè ché lại là ai ra. Hay sáng tạo hơn thì có thể là, tuy ai ra chưa bao giờ làm hoàng hậu,
nhưng hoàng hậu ngồi chễm chệ ở đây lại là bồ nhí của Aiza. Bạn nghĩ gì về chủ đề của ngày hôm nay? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận nhé! Đừng quên ấn like và đăng ký kênh để cùng Oanh Tạc Hậu Cung giải mã những điều thú vị về cung đấu nhé người bạn của tôi. Chúc bạn một ngày tốt lành!